vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nấu Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Điều tra độc quyền, Trần Cảnh cò săn tìm, đưa người bán thận vào nhà chờ. Chuyên gia nói gì về việc ghép mua bán thận? Theo sự sắp đặt của nhóm cò mua bán thận, phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận đường dây và được đưa vào ở căn nhà chờ ngày mổ lấy thận. Công việc chính của các cò là tìm kiếm dụ dỗ người mua bán thận từ Bắc chí Nam trên cả mạng xã hội. Thế nhưng để tiếp cận đường dây này, phóng viên phải trải qua nhiều thử thách thăm dò của những người trong đường dây để tạo được sự tin tưởng cho đến khi được đưa vào ngôi nhà chung chờ mổ ghép thận. Tiếp tục loạt bài điều tra độc quyền đường dây mua bán thận ở Thành phố Hồ Chí Minh đang được đăng tải trên báo điện tử plo.vn và các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, YouTube, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự việc được phát hiện tại chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc hơn 5 giờ sáng ngày 10 tháng 10. Thời điểm này, người dân phát hiện tại khuôn viên của chung cư có một cô gái tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống. Danh tính được xác định là chị Hoàng Như B, tên viết tắt 20 tuổi, quê Lạng Sơn. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Cô gái được xác định thuê căn hộ ở tại tầng 19 của chung cư và rơi xuống đất. Đến hơn 10 giờ, công tác khám nghiệm được hoàn tất. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ. Sáng ngày 10 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa nhận hối lộ, xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và công ty NSJ của cựu phó tướng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC Hoàng Thị Thúy Nga. Trong vụ án này, nhóm bị cáo ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh gồm Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc, Ngô Vui, Hà Huy Long, Phạm Thị Hạnh và nhóm bị cáo ở công ty NSJ gồm Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Thị Thanh Xuân, Ngô Mạnh Hùng cùng đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng để trúng thầu các gói đầu tư trang thiết bị giáo dục, trong đó Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ đồng. Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai ngày 10 tháng 10 cho biết đã ra quyết định thi hành bản án buộc ông Nguyễn Đức, cựu trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ giao trả hơn 16.000 m2 đất rừng lấn chiếm theo yêu cầu của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Cụ thể buộc gia đình ông Nguyễn Đức phải tháo dỡ toàn bộ tài sản là nhà cửa, cây cối, hoa màu trên thửa đất số 97 tờ bản đồ số 4 để giao trả lại diện tích 16.726 m2 đất cho ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý sử dụng. Theo bản án phúc thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức, tuyên án 8 năm tù về tội tham ô tài sản, đồng thời tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI753848 do Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku ký ngày 12 tháng 6 năm 2016 cấp cho ông Nguyễn Đức và buộc trả lại diện tích đất đã cấp hơn 16.000 m2 cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý. Sáng ngày 10 tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Quỹ Hoa Sen khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 16 tháng 10. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dành rất nhiều sự quan tâm trong công tác chuyển đổi số và đầu tư vào lĩnh vực này trong khoảng thời gian dài. Vài tháng qua, thành phố đạt được nhiều thành tựu nhất định trong công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ xoay quanh lĩnh vực công nghệ mà còn quan tâm đến lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Ông Lâm Đình Thắng ghi nhận, xuất bản, in và phát hành tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận rất nhanh, rất sớm và đang tăng tốc theo chuyển đổi số. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang đăng tải tuyến điều tra độc quyền thâm nhập đường dây mua bán thận ở Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về đường dây mua bán thận với quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây này có nhiều chân rết chuyên săn lùng người mua bán thận trên phạm vi cả nước.
Sau những ngày thâm nhập, phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm này đang nuôi hàng chục người chờ bán thận và liên tục tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán thận từ Bắc vào Nam. Họ còn lôi kéo hướng dẫn những người đã và đang bán thận thành cò cho đường dây của mình. Theo quy định, việc hiến ghép thận được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. Nhóm này đã phù phép để biến việc mua bán này thành hiến tặng hợp pháp, thu lợi hàng trăm triệu đồng cho mỗi ca. Liên quan đến vấn đề này, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tiết Điều Học, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Sinh để lắng nghe những phân tích của giáo sư về vấn đề này. Thưa ông, nguyên nhân nào dẫn đến việc mua bán ghép thận thành nhu cầu bức thiết? Ghép thận là phương pháp thường được áp dụng cho bệnh nhân đang suy thận giai đoạn cuối, khi phương pháp chạy thận không còn mang lại hiệu quả. Phương pháp này hiệu quả thế nào và người được ghép thận kéo dài sự sống được bao lâu? Nhiều người cho rằng luật cần mở rộng thêm đối tượng hiến thận như trường hợp hơn 60 tuổi hoặc trường hợp đã chết hoặc trẻ em dưới 18 tuổi mà còn thận phù hợp thì vẫn nên được hiến. Ông nhận định như thế nào về vấn đề này? Việc mua bán thận sẽ để lại hệ lụy như thế nào thưa ông? Thank you.
Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Livestream bán hàng hùng đầm bông, chị nhỏ tạ to khổng lồ. Đâu rồi? Thiếu tỉnh táo, thiếu sức mạnh, hãy uống nước tăng lực number one. Tỉnh táo tức thì tăng thêm sức mạnh. Đầm cho chị nhỏ tạ cho anh hùng uống number one. Chốt đơn number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Kính thưa quý vị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của độc giả. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được nhiều thông tin, đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, sẽ được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc gửi qua fanpage báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc Nguyễn Kim Hải, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bức xúc về nhân viên một bãi giữ xe trên đường Thành Thái, quận 10. Hôm trước ông có vào bãi để gửi hàng cho nhà xe. Khi đi ra thì có người chặn lại thu 10.000 đồng. Vừa đi ra khỏi cổng thì phát hiện gửi nhầm hàng nên quay vô đổi lại. Lúc đi ra lại tiếp tục bị thu 10.000. Ông có giải thích để xin không phải đóng 10.000 thì bị một nhóm người lớn tiếng hù dọa. Ông quá bức xúc vì bãi xe thu tiền giá cao, áp dụng nguyên tắc một cách máy móc, nhân viên thì có thái độ hung hăng. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây tiếp nhận thông tin nóng của bạn đọc Nguyễn Long, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Long cho biết con hẻm khu anh ở có 5 sòng bài hoạt động ngang nhiên ban ngày. Ngày nào cũng hơn 20 người tụ tập đánh bài ăn tiền. Người dân báo chính quyền nhiều lần nhưng không thấy các sòng bài này bị dẹp. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.